Không có nói ngoài hơn là một kẻ là đã chính thức lên tiếng là yêu cờ vàng chống cờ đỏ sao vàng của chúng ta, yêu cờ vàng ba sọc đỏ chống cờ đỏ sao vàng, đó là thằng Cu Tân. Cộng thêm một kẻ là đang đang ăn cơm hưởng lương và được hưởng phúc lợi của là chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cái bà Nguyễn Hoàng Ánh, nhưng mà bả lại có những cái lời lẽ cổ súy cho là một cái thằng mang tư tưởng đế quốc, đó là cái thằng Daniel Hauer đó. Thì đó là bà Nguyễn Hoàng Ánh. Thì anh Xuân cũng đã nói xong cái phần tư tưởng của anh Xuân, thì cũng xin kính thưa với tất cả mọi người, kính thưa cộng đồng mạng. Thì theo sự tìm biết, sự tìm hiểu và sự hiểu biết của Thanh Tâm, thì riêng bà Nguyễn Hoàng Ánh này thì bà ta là từ năm 1974, lúc đó bà ta vừa tròn 18 tuổi. Lúc đó Việt Nam của chúng ta là chưa thống nhất đất nước. Đó. Thì năm 1974 đó thì đã đưa bà ta qua là Tiệp Khắc trước đây, bây giờ thì gọi là Cộng hòa Séc á, là bà ta là được đi du học nhà nước lo, là từ năm 1974 cho tới năm 1979. Trong thời gian từ năm 1974 tới trong năm 79 á, là dân tộc của chúng ta là đang trong thời kỳ là giải phóng đất nước, rồi á, là khắc phục hậu quả chiến tranh là rất là khổ, từ người dân từ địa đầu móng cái cho tới mũi Cà Mau đều rất là khổ, phải lo là khắc phục hậu quả chiến tranh. Thì bà này được nhà nước cho Cộng hòa Séc là một nước phương Tây hiện nay. Tuy rằng trước đây là Cộng hòa Séc là Tiệp Khắc, là trong khối là Hiệp ước Warsaw, tức là khối Đông Âu theo xã hội chủ nghĩa của Liên bang Xô Viết, thì được ăn súp uống sữa đó, chứ không phải như người dân Việt Nam chúng ta phải ăn cháo bo bo độn khoai mì khoai lang. Nhưng bà ta là không nhớ những cái công ơn đó mà của người Việt Nam là dành cho bà ta, không nhớ công ơn của chính phủ, của là Bác Hồ, của Bác Giáp đã dành riêng cho bà ta để bà ta được ăn súp, được uống sữa tại một nước là châu Âu như vậy, mà bà ta bây giờ lại cổ súy cho một cái kẻ là nó là xem thường là Bác Giáp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ bà ta là một vị là phó giáo sư tiến sĩ, là chủ nhiệm khoa của một khoa là nổi tiếng của là trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đó là khoa quan hệ quốc tế hiện nay, mà bà ta quên đi những cái công ơn của người Việt Nam, quên đi cái thời tuổi trẻ của bà ta. Mà cách đây độ khoảng chừng hơn 2 tháng cho tới 3 tháng, bà ta có một cái bài viết là bà ta miệt thị những người sinh viên. Thì không biết là anh Xuân với mọi người có xem cái bài đăng status của cái bà này trên cái trang Facebook cá nhân, là bà ta miệt thị những người sinh viên là những đứa hèn. Bà ta bảo rằng những cái sinh viên mà vào ăn ở tại cái quán cơm 2.000 đồng là những kẻ hèn. Thì em thấy rằng bà này là có một cái thái độ là quá là tự hào bản thân. Bà ta là đưa bản thân bà ta lên. Bởi vì là chúng ta hiểu sinh viên thì không phải tất cả, mình nói như thí dụ tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay Cần Thơ hay Đà Nẵng hay Hải Phòng là những thành phố lớn, không có một tỉnh nào dưới 1 triệu sinh viên cả, không có tỉnh nào dưới 1 triệu sinh viên hàng ngày học. Nhưng những sinh viên là nghèo, họ đến ăn một cái quán cơm là do chủ quán cơm họ làm từ thiện để giúp đỡ người nghèo và những sinh viên cơ xa nhà, là họ bán nha, là cơm là 2.000 đồng một suất. Thì bà này thì lại là bà đăng cái status lên
là bà miệt thị những sinh viên mà vào ăn trong cái quán cơm đó là những kẻ hèn. Bà bảo rằng là những sinh viên đó là lưng dài vai rộng mà lại đi nhận sự bố thí. Như vậy mình cảm thấy rằng bà này là bà chà đạp lên nhân phẩm con người rất là nặng nề. Tại vì sao? Các bạn, chúng ta cũng nên nhớ rằng những sinh viên đó họ là đang xa gia đình, họ phải chú tâm vào việc học. Có những sinh viên họ được tìm được việc làm thì họ đi ăn những cái quán ăn là sang một chút, dĩa cơm 15-20 ngàn. Nhưng những sinh viên mà gia đình khó khăn hoặc là họ không tìm được việc làm thêm thì buộc lòng lắm họ phải đến những cái quán cơm 2.000 đồng, mà những cái quán cơm đó đã được chủ quán người ta tiếp đón, người ta chấp nhận bán với cái giá 2.000 đồng. Mà như vậy chúng ta thấy rằng bà này là giảng viên, là một phó giáo sư tiến sĩ đó, của một trường đại học ngoại thương, đã dùng dùng từ là ngoại thương tức là liên quan về vấn đề thương mại mua bán. Thì chúng ta thấy như thế này, người bán chấp nhận bán giá 2.000 đồng một dĩa cơm và người mua đồng ý mua với giá 2.000 đồng một dĩa cơm. Như vậy là nó đã có một sự thỏa thuận thuận mua vừa bán giữa người bán và người mua trên về mặt thương trường thị trường với nhau. Nhưng bà này bà lại bảo rằng là những cái bạn sinh viên, những em sinh viên đó vào với quán cơm 2.000 để ăn như vậy là những kẻ hèn đó. Bà ta khi dễ những người sinh viên đó, nhưng bà ta quên rằng từ năm 74 tới năm 79 bà ta ăn những chén súp, những đĩa súp, những cái phần ăn của bà ta là miễn phí, do là Việt Nam phải, người dân Việt Nam chúng ta phải bớt đi phần ăn để cung cấp những cái bữa cơm cho bà ta, để cho bà ta được được ăn, được học ở tại là đất nước tiệp khắc, bây giờ là Cộng hòa Séc. Thì như vậy bà ta đang miệt thị giới trẻ, đang miệt thị là những người là bạn trẻ của là Việt Nam. Chúng ta hiểu hiểu rằng có thể những người trẻ đó bây giờ họ ăn những dĩa cơm 2.000, nhưng 5 năm, 10 năm sau họ sẽ bỏ hàng tỷ ra để họ làm từ thiện đi, mình dùng từ từ thiện, hoặc là họ bỏ hàng tỷ ra họ làm ăn được, những sinh viên đó, tức là họ sẽ làm được là thành công đó, họ sẽ giúp đỡ ngược lại những là người khác. Thì bà ta Thanh Tâm đang nè, nhận lương dạ. Thanh Tâm nè, anh thấy rằng là cái bà Nguyễn Hoàng Ánh này đó, nói về học hàm học vị á, về chuyên môn á, thì anh cũng không có, anh chưa có cái dịp anh tìm hiểu về chuyên môn của cái chị này, của cái bà này. Nhưng mà học hàm học vị thì rõ ràng đó là phó giáo sư tiến sĩ đó, nhưng mà bảo vệ trong nước thôi, học cao học cũng ở trong nước, làm cao học rồi làm nghiên cứu sinh, rồi phong hội đồng khoa học, phong hàm phó giáo sư cũng tại trong nước thôi đó. Thì anh thôi, lĩnh vực chuyên môn thì anh không dám nói, nhưng mà vấn đề tư tưởng thì anh nghĩ rằng cái chị này có vấn đề, chị này có vấn Thì đề, mà em đặc đang nói biệt là cái vấn nhận đề thức, tư cái tưởng nhận á. thức về vấn đề chính trị, nhận thức về vấn đề chính trị xã hội thì anh đánh giá rất là kém. Tại vì cái tầm mà được ăn học lên tới đó thì không thể nào phát ngôn lăng nhăng gì được hết đó. Thí dụ một lần thì bảo rằng mình sơ suất đó, hai lần thì bảo mình sơ suất, đằng này triền miên lấy Facebook cá nhân thể hiện cái tư tưởng lệch lạc triền miên, và đỉnh điểm bây giờ cả nước người ta lên án cái thằng mất dạy Daniel Auer đó đó, thì bà ta đó lại cổ suý, lại ủng hộ và phê phán, không phải phê phán mà gọi là trách trách nhà nước, chế độ mình đã tạo ra cái gọi là cái sự sùng bái, tạo ra những con người, tức là tạo ra những người dân đó có cái tư tưởng sùng bái lãnh tụ. Trời ơi, lãnh tụ mà người ta không sùng bái, người ta lãnh tụ ai, người ta sùng bái ai bây giờ, thấy không? Một cái tweet gần đây nhất của bà Nguyễn Hoàng Ánh này là cái tweet vào hồi chiều tối ngày hôm qua mà em tìm hiểu, em đọc được. Tức là bà ta là có một cái tweet, tức là bà ta bảo rằng là những cái người dân mà ra đường xuống hố
là chào đón cái đội U23 Việt Nam đó, là bà ta bảo rằng là họ là những kẻ là mù quáng đó. Và bà ta bảo rằng là mù quáng để là tôn sùng những đứa trẻ không làm nên tức là Hay chuyện tích là hay hay là đó. cái chị này chỉ không ưa cái chế độ này nhiều quá, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua nọ, rồi cộng thêm cái yếu tố tâm sinh lý nữa không ta? Theo anh nghĩ vậy đó Tâm. Đó, cái thứ nhất là cái vấn đề cái nhận thức về vấn đề chính trị, rồi bên cạnh đó là còn có cái ảnh hưởng về vấn đề tâm sinh lý nữa của con người nữa. Dẫn đến cái rồi là cái dạng gọi là cái dạng lệch lạc như thế này. Lệch lạc như thế này. Thì Đó. cái vấn đề đó thì em không chắc, nhưng mà cái vấn đề là anh chắc anh cũng có biết, thì vấn đề mà một con người mà chúng ta dùng cái từ là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thì bà này là thường thường xuyên tiếp xúc với lại những cái người nước ngoài, thì có thể là như cũng như theo anh nói, tức là nó ảnh hưởng từ vấn đề là người nước ngoài họ cứ bảo rằng là tự do dân chủ, tự do và nhân quyền. Thì bà này năm 18 tuổi, thì lúc đó là bà là năm 1974 đó, 74 đó, năm 1974 bà 18 tuổi, thì đã được đưa qua là tuy rằng là một đất nước sau chủ Đông nghĩa là Âu, Đức Đông Czech Âu. lúc đó là Đông Âu, nhưng mà nó cũng là một nước châu Âu đó, thì là nó đã quen cái tư tưởng đó, cộng thêm là về khi về Việt Nam thì sống trong một cái môi trường là tiếp xúc với những người nước ngoài rất nhiều. Ngay cả bà này là được là giao cho một cái trọng trách, tức là chủ tịch bên đó là cái ban là kinh tế của nghiên cứu về vấn đề là kinh tế Hàn Quốc mà đó. Thì là bà chỉ nghiên cứu về vấn đề nước ngoài, cộng thêm là tiếp xúc người nước ngoài nhiều, thì nó anh nên nhớ, thì cho dù người nước ngoài vào Việt Nam họ có tốt Nếu đi mà chăng nữa thì cái thông tin mà Tâm vừa mới cho anh biết á, rằng là cái bà Hoàng Ánh này mà theo dõi cái mảng kinh tế Hàn Quốc á, ngoại thương á, mà ngoại thương Hàn Quốc á, ngoại thương thì Hàn anh Quốc nghĩ á, rằng cái chị này dứt khoát có vấn đề chắc chắn luôn. Tại vì nếu tức mà là đúng về cái họ giác độ mà chuyên môn của cái bà này á, thì còn hơn anh rất là nhiều luôn. Đó, thậm chí anh chỉ đáng học trò thôi. Đó. Nhưng dứt khoát nếu như vậy thì chị sẽ bà ta đã có cái cơ hội tiếp xúc với các cái trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. Anh nói chẳng hạn thì như cái cách trường trường đại học một trong những cái trường đại học ở ở ở Hàn Quốc. Đó, thì ngay như những cái người mà thầy ở đó, những cái người giáo sư ở đó, người ta cũng đã alo cái điện thoại, rồi tức là họ nói á, rằng là đất nước của họ hơn Việt Nam rất nhiều lĩnh vực, nhưng chỉ có một vấn đề mà họ thua Việt Nam, đó là sự thống nhất đất nước mà họ làm không được từ năm 1950 cho đến ngày hôm nay. Đó, Incheon á, ở ngay các giáo sư ở trường đại học danh tiếng của Hàn Quốc, đó là trường đại học Incheon. Em nói là trường học Incheon. Đó, họ nói như thế. Mà bản thân chị này, cái bà này lại là theo dõi ở cái mảng này, thì dứt khoát bà ta hiểu rất rõ, cái sự thống nhất, cái sự độc lập, cái sự tự do của dân tộc Việt Nam. Đấy, trả giá qua biết bao nhiêu năm mà ai ai làm được như vấn đề này, ai lãnh đạo được toàn dân làm vấn đề này, đó là lãnh tụ của chúng ta. Ở trong đó mà cụ thể đó là hai người. Còn tất nhiên những người đệ tử, những người học trò, những người chịu những cái ảnh hưởng của lãnh tụ của chúng ta rất là nhiều, nhưng mà phải nói nổi bật nhất đó, trong đó là có hai người. Thấy không? Bác Giờ Hồ với bác đó Giáp đó thôi. giờ đó chỉ có hai người đó thôi. Thì Thì đáng lý đi ra là em với cái khả năng của cái bà này thì bà phải thừa biết cái chuyện đó. Bà phải biết cái thừa thừa bà phải biết rất nhiều những cái chuyện như vậy đó, để mà bà mang những cái tư tưởng đó, những cái kiến thức đó
để bà truyền đạt lại cho những em sinh viên. Có một cái em xin phép anh Xuân như thế này, nó có về vấn đề mà gọi là thống nhất đất nước á, thì nó có một cái vấn đề này anh Xuân à, hiện nay là có một số những kẻ mà họ là chống lại đất nước Việt Nam chúng ta, thì họ không hiểu rằng là người dân miền Nam mình á là cần trong thời gian trước năm 1975 á, thì người dân miền Nam chúng ta là đang rất 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 cần được sự là thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc để có một cái sự là bình yên cho đất nước, đúng không? Tại vì em nói câu như này, dù sao đi nữa, em nói bây giờ em nói là dù sao nữa thì miền Bắc là cũng đã là được thành lập từ năm 1945 cho tới năm 1954 thì là đánh đuổi giặc Pháp đi rồi, thì là cho tới năm 75 là được sống 30 năm trên một cái là vùng đất gọi là nôm na là nó là yên bình hơn miền Nam. Tuy rằng là giặc Mỹ vẫn là bắn phá miền Bắc, đánh miền Bắc đúng không? Nhưng nó có cái thôi anh cắt ngang Thanh Tâm cái này. Dạ. Thôi cái chủ đề ngày hôm nay thì anh lên anh chia sẻ như vậy thôi. Dạ. Bây giờ anh xin phép anh ao để cho hình như là có bạn thôi, Khánh, chắc em Khánh, xin mời Khánh. Còn riêng cái bà Nguyễn Hoàng Ánh này á, là riêng cái bà Nguyễn Hoàng Ánh này á, thì bà ta sống là trên là phần lãnh thổ miền Bắc Việt Nam, được là nhà nước cho đi ăn học, thì bây giờ bà ta đã quên đi cái công ơn đó, bà ta quên đi những cái công ơn mà của người người dân đã dành cho bà ta từ năm 74 tới năm 79, rồi là phong tặng những học hàm học vị cho tới bây giờ, mà bà ta là có những lời lẽ xúc phạm hay là cổ suý cho những kẻ có lời lẽ xúc phạm tới là Bác Giáp, là đại tướng Võ Nguyên Giáp, là trong quân đội nhân dân Việt Nam đó. Thì phần về nói về bà Nguyễn Hoàng Ánh này thì nếu như mà nói thì Thanh Tâm nói với quý vị là nó rất là còn nhiều, bởi vì Thanh Tâm cũng theo dõi về bà này, là tuy rằng là bà ta có một cái học hàm học vị rất cao, nhưng mà tư tưởng của bà ta là đi ngược lại với lại là đại đa số hơn 90 triệu dân của người Việt Nam. Khi bà ta có những cái hành động hay là những cái câu nói trên mạng xã hội Facebook của bà ta mà gây ra đến nỗi là những người học sinh mà do bà ta đang giảng dạy mà những cái bạn trẻ sinh viên đó còn phải phản ứng